Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 6 nha. Bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bài học số 2 với chủ đề My House. Và phần nội dung hôm nay chúng ta nghiên cứu đó là phần Looking Back. Trong phần này chúng ta có hai nội dung, Vocabulary và phần Grammar. Chúng ta đi vào từng nội dung một. Nội dung đầu tiên, Vocabulary. 1. Put the words into the correct group. Add a new word to each group. Nội dung của hoạt động số 1 như sau. Hãy đặt những từ vựng vào các nhóm cho đúng và hãy thêm một từ mới cho mỗi nhóm. Thì ở đây có tất cả 12 từ liên quan đến ba chủ đề của ba nhóm. Nhóm thứ nhất đó là types of house. Đó là các loại ngôi nhà. Nhóm thứ hai là rooms, nó là phòng. Và nhóm thứ ba là furniture, đó là đồ đạc, nội thất. Thì chúng ta sẽ đưa những cái từ loại vựng này vào trong nhóm cho nó phù hợp. Từ thứ nhất là kitchen. Từ này chúng ta biết rồi, đó là cái bếp. Vậy nó là cái gì? Nó là thuộc nhóm nào? Room. Từ thứ hai, từ bedroom. Bedroom nó là cái phòng ngủ, vậy nó cũng thuộc nhóm phòng, đúng không? Room. Từ thứ ba, dishwasher. Nó là cái máy rửa bát đĩa, nó là cái đồ đạc ở trong nhà, đúng không? Nội thất. Country house, nó là nhà nông thôn, thì nó là các loại ngôi nhà, nó thuộc cái nhóm types of house. Sink, nó là cái chậu để rửa, cái bồn để rửa, hay gọi là cái lavabo đấy. Thì nó thuộc về cái furniture. Fridge cũng vậy, nó là cái tủ lạnh, furniture. Townhouse nó là types of house, đấy, cái kiểu nhà thành phố. Chest of drawer nó là cái tủ có ngăn kéo, nó là cái furniture, là cái nội thất. Flat nó là căn hộ. Căn hộ nó là thuộc về types of house. Bathroom. Bathroom nó là phòng tắm, nó là rooms. Cupboard. Cupboard nó là cái chạ, nó thuộc về nội thất, furniture. And living room, phòng khách, rooms. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái nội dung của hoạt động số 1 này rồi và đã sắp xếp nó đúng vào cái nhóm của nó. Tuy nhiên, yêu cầu thêm đó là hãy thêm một từ mới cho mỗi nhóm. Vậy ngoài những cái từ này ra thì chúng ta thêm được từ nào? Ví dụ như country house, townhouse, flat. Thì ngoài ra chúng ta thêm những từ khác như là gì nhỉ? Villa, chúng ta đã học ở cái bài trước rồi. Villa. Hoặc là cottage, rooms thì chúng ta đã có kitchen, bedroom, bathroom and living room. Thì ngoài ra chúng ta thêm được một từ nữa thuộc rooms, đó là cái gì nhỉ? Ví dụ như là toilet, đấy, and furniture, furnitures, dishwasher, sink, fridge, chest of drawer and cupboard. Thế ngoài ra chúng ta có thể thêm một từ nữa, đồ đạc trong nhà có rất nhiều, ví dụ như là sofa. Đấy, cũng sofa cũng là một cái furniture, hoặc là rất nhiều đồ đạc trong nhà như là TV, đúng không? Armchair, table, rất nhiều. Chúng ta sang tiếp phần nội dung thứ hai, đó là phần grammar, phần ngữ pháp. 2. Complete the second sentence with the correct possessive form. Hãy hoàn thành câu thứ hai với những cái dạng sở hữu cách thích hợp. Ở phần a closer look to, cô đã dẫn chúng ta cách dùng sở hữu cách rồi, đúng không? Sở hữu cách là sẽ đứng sau cái danh từ thuộc quyền sở hữu, mà cái danh từ đó phải là người hoặc là con vật. Nó là danh từ có sự sống, đúng nhỉ? Thì cái công thức của sở hữu cách là chúng ta chỉ có dấu phẩy và chữ S đứng sau cái danh từ,
chỉ quyền sở hữu đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu một nhé. Want. My teacher has a house next to our house. À, cô giáo tôi có một ngôi nhà ở cạnh nhà chúng tôi. Và câu thứ hai là bắt đầu bằng our house is next to my house. Nhà của chúng tôi thì ở cạnh nhà của ai? Chúng ta phải hình dung là câu thứ hai là viết lại nội dung của câu thứ nhất. Tức là câu thứ hai là bắt đầu bằng our house, tức là người ta đưa cái our house lên làm chủ. Thì chúng ta phải hiểu là cái chủ thể này, our house, cái ngôi nhà này là cạnh nhà của cô giáo tôi. Như vậy cái từ để sở hữu cách ở đây nó là của cô giáo tôi. Và cái từ ở đây nó sẽ là teachers. Đấy. Two, my brother has a TV. Anh trai tôi có một cái TV. Và viết lại câu này, this is my TV. Đây là cái TV của ai đây? Của anh trai. Vậy sở hữu cách đây là của anh trai. Và chúng ta sẽ viết là brothers. 3. Elena has a big bookshelf in her bedroom. Elena có một cái giá sách lớn ở trong phòng ngủ. There's a big bookshelf in bedroom. À, có một giá sách lớn ở trong phòng ngủ của ai đấy? Của Elena. Vậy sở hữu cách ở đây là Elena. Elena's. 4. My grandfather likes the kitchen the best. Ông của tôi thích cái bếp, phòng bếp nhất, the best, nó là thích nhất nha. Viết lại câu này bắt đầu bằng the kitchen. The kitchen is my favorite room. Cái bếp là căn phòng ưa thích nhất của ai đấy? Của ông. Không? Nên ở sở cách đây sẽ là grandfather's. 5. My aunt has a daughter V. Cô của tôi có một cô con gái tên là V. I'm cousin. Tôi là họ hàng của ai? Của ai? Của V. V. Thì đấy là nội dung của hoạt động. Chúng ta sang tiếp nội dung của hoạt động số 3. 3. Make sentences. Use prepositions of place. Hãy thành lập câu và sử dụng các giới từ chỉ địa điểm. Ở đây có 6 câu, 6 bức tranh. Chúng ta sẽ nói về địa điểm của 6 bức tranh này. Cái con vật hoặc là người. Number one. The cat. Chúng ta thấy vị trí con mèo nó ở đâu? Trên cái bàn. Như vậy, địa điểm ở trên. Giới từ. Chúng ta sử dụng giới từ on. Đó là ở trên. Và câu này chúng ta sẽ viết là the cat is on the table. Khi mô tả một đồ vật nào đó hoặc một người nào đó, chúng ta chú ý sử dụng động từ to be. Số ít là is và số nhiều là are. Two, the dog. Nào, mô tả the dog. Đây là con chó, đúng không? Và nó sẽ nằm ở trước cửa cái nhà của nó. Đúng không? Vậy câu này chúng ta sử dụng giới từ nào nhỉ? In front of. Phía trước. Và câu này chúng ta sẽ nói là the dog is in front of the dog house. Đứng ở trước cái ngôi nhà của nó. 3. The cat. Là con mèo. Đúng không? Vậy chúng ta nhìn thấy hình ảnh con mèo này. Nó ở giữa cái sofa và cái gì đây? Bookshelf. Vậy chúng ta mô tả cái sử dụng giới từ nào? Between. Ở giữa. Vậy câu này chúng ta sẽ mô tả là the cat is between the sofa and the bookshelf. Now. 4. The cat. Lại mô tả con mèo này. Ở đằng sau cái computer. Vậy câu này chúng ta sẽ mô tả là the cat is behind. Giới từ ở đằng sau nhá. Behind the computer. 5. The girl. Mô tả cô gái này. Cô gái này đang ngồi trên cái ghế sofa rồi. Dùng giới từ on giống như câu số 1. Vậy câu này chúng ta sẽ mô tả là the girl is on the sofa. 6. The boy. Cậu bé này đứng cạnh cái ghế sofa. Vậy sử dụng giới từ đó là next to. The boy is next to the sofa. Ok.
Và sang tiếp hoạt động số 4. 4. Write 3 sentences to describe your favorite room in your house. Write the sentences in your notebook. Hãy viết 3 câu để mô tả căn phòng ưa thích của bạn trong ngôi nhà của bạn. Hãy viết những câu đó vào vở. À, như vậy ở hoạt động số 4 này là yêu cầu chúng ta viết ra vở nhá, mô tả những cái đồ vật trong phòng của chúng ta. Chúng ta thích đồ vật nào, chúng ta mô tả theo cái ví dụ từ đây. There's a big bed next to the door. Có một cái giường to ở cạnh cái cửa. Đấy. Thì đây là hình ảnh là để mô phỏng thôi. Chứ còn chúng ta có thể là sử dụng cái ngôi nhà của chúng ta, những cái đồ vật của nhà chúng ta để chúng ta mô tả. À, chứ không phải nhất thiết là chỉ mô tả cái căn phòng này nhé. À, ví dụ này, chúng ta sẽ mô tả. Số nhiều đây. There are 4 chairs. Có 4 cái ghế. 4 chairs. And a table. Một cái bàn. Between. The living room. Đấy là một câu. Câu thứ hai chúng ta có thể nói là there is a clock on the wall. Một cái đồng hồ ở trên tường, on the wall. Ok. Hoặc là rất là nhiều đồ vật nhỉ. Chúng ta có thể mô tả là có một cái đèn ở cạnh cái ghế sofa chẳng hạn. There is a lamp next to the sofa. Ok, rất là nhiều đồ vật để chúng ta mô tả. Chúng ta sẽ viết ra vở của mình. Ok, chúng ta sang phần project nhé. Phần project này theo chủ đề của bài đó là Strange House, là một ngôi nhà kỳ lạ. Và ở đây là người ta hướng dẫn như sau. There are some strange house around the world. Có một vài ngôi nhà kỳ lạ ở trên khắp thế giới. Hoạt động số 1 của phần project đó là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi which ones would you like to live in, why? Cái nào bạn thích sống ở đó, trong đó? Tại sao? Ở đây có 3 ngôi nhà A, B, C. Chúng ta sẽ chọn một trong 3 ngôi nhà này để chúng ta trả lời. Ví dụ chúng ta chọn ngôi nhà thứ nhất A thì chúng ta sẽ trả lời là I would like to live in a house. Rất là kỳ quái. Hoặc là bức tranh B hay bức tranh C cũng vậy. Ok. Sau đó chúng ta sẽ sang hoạt động số 2, đó là work in group, làm việc theo nhóm, theo 3 bước. Bước thứ nhất là draw your own strange house, hay vẽ ngôi nhà kỳ quái của mình. Chúng ta có thể chọn một trong 3 ngôi nhà này chúng ta vẽ nhé. Sau đó đến phần thứ hai đó là decorate it, là trang trí nó. Sau đó đến phần thứ ba là tell the class about your house, là hãy kể trước lớp về ngôi nhà của bạn. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái kiến thức đã học ở trong cái chủ đề của bài học này để mô tả ngôi nhà yêu thích của mình nhé. Chúng ta đã học ở cái phần ski, chúng ta cũng đã học ski one, chúng ta học về cái ngôi nhà crazy house rồi, đúng không? Hoặc là cái phần communication chúng ta cũng đã học về cái ngôi nhà, mô tả ngôi nhà rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức đó để chúng ta mô tả ngôi nhà của mình nhé. Chúng ta có thể sử dụng một trong 3 ngôi nhà kỳ quái này, sau đó mô tả về nó rồi báo cáo trước lớp. Thì cô đưa ra một cái gợi ý cho chúng ta về một ngôi nhà, đó là cái ngôi nhà có hình thù là chiếc giày, đúng không? This is a picture of a strange house. Đây là hình ảnh ngôi nhà kỳ quái. It looks like a shoe. Nó giống như một chiếc giày. There are 4 rooms in the house. Có 4 phòng ở trong ngôi nhà.
Each room they a shoe next to the door. Mỗi phòng là có một cái chiếc giày ở cạnh cái cửa. I can enjoy the fresh air from the window. Tôi có thể thưởng thức cái không khí trong lành từ cửa sổ. I really want to live in this house. Tôi thật sự muốn sống ở trong ngôi nhà này. Thì đây là một cái gọi là cái gợi ý thôi, chúng ta có thể phát triển nó ra để cái bài phần project của mình cho nó sinh động. Ok. Như vậy sau bài này chúng ta có 3 từ mới để chúng ta ghi nhớ thôi. Thứ nhất đó là từ furniture, trọng âm ở âm tiết đầu tiên ơ kéo dài. Furniture. Từ furniture có nghĩa là nội thất, có nghĩa là đồ đạc. Từ thứ hai là từ bookshelf. Bookshelf. Nó là cái giá sách. Và từ thứ ba đó là từ daughter. Daughter. Đó là con gái. Chúng ta đọc lại nhé. Furniture. Bookshelf. Daughter. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Thank you. Goodbye and see you again.